quá đẹp, quá đẹp. Ok ok, quá đẹp luôn. Chô chà. À, mệt quá. Tìm đường xuống biển đó anh em ơi, đang ở Mũi Né rồi anh em. Nãy giờ selfie chụp ảnh nhiều quá rồi. Ó chà, có đường xuống biển luôn hả? Ê hả? Chào chà. Ủa, biển nhớ người ta là màu xanh mà sao hình màu đen rồi? À đúng rồi, nãy giờ chụp đây là đúng rồi nè. Nắng cái gì? Cái này giờ mới đúng gọi là để chụp ảnh là để đăng rồi đúng à. Đó, hợp lý nè, hợp lý nè. Đang vẫn ở khu vực Mũi Né nha anh em. Ở đây gần biển đó anh em nè. Chu cha là thấy biển anh em ơi. Chắp ra. Nhìn hoành tráng anh em ạ. Wow. Giờ chỉ cần những chuyến đi như vậy thôi anh em ơi, quá đã. Biển quá trời biển rồi. Đẹp quá, đẹp quá. Ây da. View biển đẹp quá anh em ơi. Mình cũng không rõ đây khúc nào nữa, hình như Mũi Né, vẫn là trong Mũi Né anh em ạ. Nãy giờ vẫn ở Mũi Né nha. Chu chà. Resort. Resort anh em ơi. Làm gì có tiền cho resort, wow biển kìa. Quá đã luôn. Giờ xíu xuống muốn xuống tắm đây. Tắp vô đây, tắp vô đây. Tắp vô chơi. Quá đẹp, quá đẹp. Ok ok, quá đẹp luôn. Chô chà. Mệt quá. Mệt không bạn? Mệt không? Đói à, cũng đói, hơi đói nè. Quá đã. Nắng lắm. Nắng hả? Chiều hả? À, ok, nắng là chiều đi. Sao mà anh ổn đâu? Ổn chứ. Mệt đâu? Không hả? À, chứ... Ờ, đúng rồi. Giờ ở đây chơi đến chiều. Mấy giờ đây? Hay là bây giờ mình ở đây đứng một chút đi, xong mình đi ra ngoài đó luôn. Thôi đi anh em ơi. Đi đây gần không? Tính ra đi dạng anh em mình đâu có tốn tiền lắm đâu. Tan xong ta chạy dọc đường không. Ê, còn bao nhiêu xăng hả? Ta còn còn nhiêu xăng? Tao ơn. À đúng rồi. Còn 3 cục. Rồi. Rồi đi anh em ơi. Nói chung là view ở đây khá là ổn á. Nói chung là đẹp anh em ạ.
Dạ. Đã ha, đã ha. Như là muốn xuống tắm rồi đúng không? Như là muốn xuống tắm rồi đó. Đây đây đây. Khúc này là ra mũi nẻ rồi nha anh em. Rồi giờ lại bào đi kiếm gì ăn uống nữa. Còn ra bầu trắng đó, trời ơi trời. Nói chung là hành trình cũng khá là nhiều ạ. Cứ thế mà đi thôi anh em ơi. Cuộc sống mà. Thử thách là 6 ngày 6 đêm mà đi phượt. Bồ gọi về không về, công ty hù đuổi, cho công ty đuổi, không sợ. Let's go anh em. Đường này đẹp quá, quá tuyệt vời luôn. Nhìn hoành tráng quá. Đi đi ở biển chủ yếu là ngắm view anh em ạ. Đi biển là chỉ có ngắm view thôi. Dắt hoài luôn biết đi đâu. Đói bụng quá anh em ơi. Chờ đang cốt dẫn đi ăn mà thấy hơi lâu hay xa. Đi mà đi dọc dọc ở gần đây anh em, nghe mùi biển anh em ạ. Giống như mình là ở trên núi mới xuống á, thấy biển hơi lạ. Mà mang tiếng cũng đi biển nè, mà đi ít anh em ơi. Thì ông giờ đi với anh em giờ mới gọi là đúng là tính chất trải nghiệm nè. Rồi đi phượt đi xe máy nó mới có cái chất riêng. Rồi sắp tới quán ăn chơi mai phê. Ăn gì cũng được. Anh gì cũng thử trên đó. Qua đây ha. Qua đây hả? Chạy đây. Ờ, vô đây cũng được. Anh Đại đi. Ba thanh niên đi tour. Đói quá đói rồi, chịu không nổi rồi. Đổ xăng hả? Đổ lên đi. Wow, nắng quá. Tính ra vẫn còn 3 cục á. Ôi chú cha. Mày đâu? Không hả? Phải xa mới được hả? Rồi để mình cắt cái khúc này ra cho gửi vào bạn nha. Ừ. Mày hù tao hả? Trên lớn hả? Đây bên lan ơi. Ăn cơm hay ăn gì? Cơm cho chắc bụng. Cơm đi. Mà đâu có quán cơm nào được không anh trai? Thế anh đỏ hả? Trên đây không có hả? À ok. Rồi đó anh em ơi, đi ra đây còn gặp view biển như thế này nữa là thứ gì chịu nổi anh em. Quá đã luôn. Chú cha, quá tuyệt vời. Sự lợi hại khi gắm khi quyết định là sáng suốt là mua GoPro anh em ạ. Có những lúc đi chơi con này nè. Wow, đã. Trời ơi, quá sướng anh em ơi. Phê. Đã. Vẫn ở trong mùi nẻ nha anh em. Đi chơi á, chủ yếu là đi mấy cái view biển vậy thôi anh em nè. Mình đi view biển vậy nó mới đã nè. Wow.
Dạ dạ. Sao đi ngồi đây hả? Hay là lên chút ra đây, coi có gì không? Nói thật chứ mình cũng muốn nói là đây khúc này khúc nào là mình cũng không biết nữa anh em ơi. Giờ cứ vòng vòng ở ngay Mũi Né này kia, vòng vòng này Bình Thuận mà lúc này vẫn chưa biết huyện gì nữa. Anh em nào biết bình luận ha, cho mình cái bình luận cái. Nhưng mà đi mấy cái cung đường này thì thôi chứ nó thiệt quá là sướng anh em ơi. Mấy cung đường này sướng lắm à. Đi đường chủ yếu là được thoải mái, ngắm cảnh này kia. Mà phải công nhận là mình đi ôi giời, nạp lên á. Phải công nhận là mình đi anh em mình đi Winner V1 và Seijin đi đổ thêm chai nhất xịn xịn nữa, đi tour đúng sướng anh em ạ. Phải công nhận đá thiệt. Tuổi trẻ sống hết mình với những thứ gọi là đam mê anh em ơi. Dự định là khả năng là đi lên trên Đà Lạt nữa anh em, mà không biết nó đi được không đây. Giờ phải đi kiếm quán cà phê ngồi hóng gió cho nó mát mẻ, sạc điện thoại, sạc máy quay. Nói chung là cho nó thoải mái đấy, chúc là anh em ạ. Nói thiệt với anh em chứ đi đường mà gặp những cái khung cảnh như vậy thì nói thiệt chứ quá là đẹp. Bên kia là biển nè, trời ơi trời, cát làm như là lâu lâu mới được đi biển anh em. Quá đẹp rồi anh em ơi, quá ok mà, quá chất luôn. Ôi ở gì đây, gì đây, đã vậy, đã vậy. Quá đã rồi anh em ơi, quá tuyệt vời. Vậy đây chụp ảnh anh em ạ. À, view biển quá đẹp anh em ạ. À, đi và cùng gặp được những anh em fan thế này. Fan không anh? Quá đá anh em ạ. À, đi chung với mấy anh em đi chơi ngắm cảnh chủ yếu vậy thôi, đầu óc nó thoáng anh em ạ. À, cái này đi đúng như là hội anh em Winner V1 luôn anh em ạ. À, nói chung là có hẹn một số anh em đi đông lắm nhưng mà còn lọt lại ba thằng à, mà thằng kia có vợ rồi này, này có vợ, nó trốn vợ đi được anh em ạ. À, đi chơi chủ yếu là vậy thôi, ngắm cảnh biển thôi. Quá đã. Phê. Hả? Thôi tới màu trắng đi. Tới màu trắng luôn đi. Ờ đây, đây, đây.